tiền. Nói đi. Thử thì phải nói chứ. Thử là nói luôn đấy. Không ai đã thấy đâu, rồi lại cho lại clip có được không? Lại đi. Cái mặt. Là gì có hình tượng mà đấy mất? Thật là thiếu sót nếu như chúng ta không kể đến những ngành thiếu. Vâng, cũng như cái tên của nó, đây là khối ngành dành cho các bạn có những năng khiếu nổi trội về thể thao và vận động. Không được. Thật là thiếu sót nếu như chúng ta không kể đến những ngành thiếu. Đặc 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 mỏi lắm rồi đấy, chốt là đấy nhá. Trời ơi, này bất lần nữa trừ 100.000 đấy. Về 100.000. Và 200.000. Thế là trừ tiền trợ cấp là nợ tôi 150.000 nhá. Bắt đầu. Kinh tế khó khăn này phải chịu rồi nữa. Cho 300.000. Ôi trời ơi. Đi mà con đi. Phải đi thẳng vào đây kia. Trời ơi, người ta đã lên lên đây đâu. Giờ hơi. Đúng rồi anh ạ. Cái mất cái này của em rồi. Vâng. Lại đi. Đi lại. Đi tầm 5 bước thôi nha, 5 bước nha. Nha, chú chưa? Được chưa? Nói thử xem. Bác sĩ, hậu cần chuyên phục vụ cho quân đội, vân vân.